Ok, chào 500.000 anh em quay trở lại với channel của Đen Xin Chiều ngày hôm nay. Thì hôm nay mình xin làm một clip tặng bạn Trần Quang Hiếu, một em trai sinh năm 2K3. Em không phải là cái bạn thiếu gia 2K3 kia đâu, nhưng bạn này tuần nào cũng donate cho Nancy 200k. Nên hôm nay mình xin làm video này dành riêng tặng em với khẩu AWP Frost. Vào với map đấu này, Nancy đang cầm trên mình là khẩu AWP Frost rồi. 1 cân 4. Hai người đã ra đi ở phía bên liên minh, còn một thằng nữa yếu máu rồi. Yếu máu thì làm sao mà là cân được anh đây. Rồi, di chuyển lên nhà địch. Để mà nói với khẩu AWP Frost này, Nancy cảm thấy nó bắn chậm vãi cả lều luôn. Anh em có cảm thấy thế không? Nó không được nhanh, cái tốc độ delay của nó không được nhanh, mà nó phải gọi là vãi cả đái chậm luôn. Round đấu đầu tiên là chiến thắng dành cho phiến quân. Nancy giờ vào phía bên cánh trái, lấp ló, có một mạng thứ 5 dành cho em rồi. Té khẩn trương, không bị nó cam bây giờ. Mạng thứ 6 rất nhanh và gọi. Ui, lệch tâm lại phải chuồn ngay. Khẩu súng này là không cho phép ta đối đầu với khẩu Duck này. Rồi, giờ sao đây? Một người nữa thôi. Đéo phải là của mình mà là của bạn mình. 2-0 dành cho phiến quân rồi. Nói chung là súng thì rất đẹp, nhưng đéo thấy thằng nào nhỉ. Thôi xong thật rồi. 17 lúa từ đâu lao ra như một vị tần. Em chết cái cả đội chết luôn. Căng đấy. 2-1 rồi. Giờ em đi nhanh trên phía con đấy, anh em thấy không? Ít mẹ lạp đạn, đéo mất gần 2 giây. À đây. Ui. Ít xịt. Thôi xong. Tiếp tục là 17 lúa. Bạn này có vẻ cũng kinh đấy. Có lẽ trận đấu này sẽ được rút ngắn xuống còn 2 đều dành cho liên minh, khi mà các thành viên của phiến quân không biết được đây là Orien, người đến từ phiến quân, đeo trên mình là con khỉ kia, đang ra sức bắn. Nhưng không xong rồi, Kin Luck là người cover thành công cho đồng đội của mình. Bố mày chơi mày tiếp đây, mày ra đây. Thằng lúa mày, thằng lá này. Pháp lật dành cho hỏi chấm phía bên này. Invisible dành cho lúa. Không phải mạng của em rồi. Lúa tiếp tục có mạng với So Crazy. Ui. Thôi anh ơi, mày ra đây. Mày, một táo dành cho em. Đi phải hết đạn rồi. Rồi còn mình em thôi. Thằng kia chắc chết rồi. Đây rồi, mạng thứ 2. Ui, căng kín lúa này. Còn thằng lúa. Ôi thôi anh ơi. Ui, mày ra đây. Mày ra đây. Trong một khoảnh khắc nào đó với khẩu súng Frost này, em vẫn cảm giác được cái nhịp đập của khẩu AWP Regan. Rồi, tiếp tục dình và chờ đợi. À có thằng 17 lúa đang ở đấy anh ơi. Rồi, đéo chơi cả lò. Súng này chơi đéo gì. Em phải để dành lực để em chơi, chờ nó vào đây. Rồi, Lâm Mộc có mạng, có double kill, 4-2 dành cho phiến quân rồi. Đợt vừa rồi anh em thấy Bro CK GK bắn thế nào trong trận đấu mới có thêm thành viên. Một pha đục thành công đến Nancy. Khi mà có một đội tuyển trẻ mới, tuy là trận vừa rồi gặp TV thua, nhưng các bạn có thể thấy là về kỹ năng chúng ta hơn họ. Chẳng qua là về cái gì nhỉ? Về cái độ ăn ý, team trẻ này họ chưa được tập luyện đều cùng nhau, và họ không được bắn nhiều cùng nhau như TV, nên vừa rồi đã có một pha thua rất là đáng tiếc. May mắn đã không mỉm cười với chúng ta.
khi mà có những tình huống mà anh có thể nói là như một pha gỡ bom xịt của 69 thôi chẳng hạn. Điều đấy là cũng là thiếu may mắn rồi. Thôi nhưng mà nên suy nghĩ là các bạn cũng đừng buồn, vì sắp tới team này sẽ còn đá nữa và họ sẽ chứng minh cho các bạn thấy rằng Nancy để cho họ bắn nó là một cái kỳ vọng rất là lớn lao. Che già thì măng mọc. Rồi. Vậy là chúng ta sẽ đến tiếp với một trận đấu đội. Vẫn là map này. Nancy lần này vẫn ở phiến quân. Rồi, tung mìn vào lém. Chưa có mạng. Ủa thôi anh ơi. Địt. Bố mày bắn luôn. Bắn được một mạng rồi. Tôi anh ơi. Mày chạy đi đâu đây? Kinh lắc lại là người nằm xuống. Vì sao mà Nancy nói với các bạn rằng team này là team cũng rất là mạnh? Bởi vì họ đều có những kỹ năng cá nhân rất tốt. Nên là mong rằng các bạn hãy vẫn luôn cổ vũ cho Bro GK. Còn Nancy sẽ cố gắng thu xếp được công việc. Nếu mà có thời gian thì Nancy sẽ vào thi đấu cùng anh em. Nên anh em không có gì là phải lo lắng hay buồn rầu cả. Chúng ta hãy tự tin về phía trước. Ok. Rồi, trở lại với trận đấu này. 6 năm dành cho phía phiến quân. Em bị móc từ đằng sau. Nhưng rồi thôi xong rồi. Địt mẹ mày, hai thằng liền vãi lìn. Rồi. Ôi lục hết đạn vãi cả đái luôn. Không sao. Em còn khẩu súng này cơ. Vâng, mạng thứ hai dành cho em. Mạng thứ ba dành cho em còn 3 máu thôi. Đéo có mạng thứ tư. 149 rồi. Ôi địt. Nói chung là súng này nó kiểu hơi lầm lởm, em bắn nó cảm giác đéo tê tái gì cả. Mặc dù mình xử lý cũng rất là tốt đấy, nhưng mà mình cảm giác là nó không được sát thủ cho lắm. Ở trận sau em sẽ so sánh cho các bạn xem vì sao mà Nancy nói là nó không tê tái, nó không thể so sánh được với AWP Raygun. Rồi, diệt xong đối phương, giờ thì em lên trên nhà. Mạng thứ ba dành cho em, còn thằng nào nữa không? Ô địt mẹ, tưởng giết được thằng lửa mà có thằng ra là phang em ngay lập tức. Rồi cố lên. Đây là Nam SH93. Bạn ấy cầm cho mình khẩu Demon Crit đang tấn công với những nỗ lực của mình. Định mệnh. Chết Sam lơ vãi. 17 23 rồi. Đây là nick của bạn 2K bài luôn, bạn Trần Quang Hiếu đấy. Một lần nữa cho Nancy xin được cảm ơn em rất nhiều vì những đóng góp của em cho Nancy. Đó là thật sự đó là một cái niềm ăn gọi là động viên tinh thần để mà mình có thể làm clip cho vui. Ok. Ồ, 23 26 rồi cơ à? Không thể tin được. Mình mới loạn quãng một thời gian thôi mà có vẻ như liên minh họ đang dồn dập tấn công. Rồi, có con hàng ở trong này. Nhưng Thạch 36 là người có rất nhiều mạng. Ôi mẹ, thằng Nam SH hóa ra ở bên kia. Thạch 36 mới là của đội bên mình. Rồi, tiếp tục, em vẫn ứng ở cái khu vực này. Chờ hàng ra. Mày định ra chơi tao phát lửa à cái thằng này? Rồi. Ôi địt mày. Sao vậy? Mày láo. Mạng táo dành cho em. Thằng này cũng láo lốt. Tiếp tục táo dành cho Nancy. Thi thoảng đi lượn vòng có khi làm cả mả người luôn. Ôi thôi xong rồi. Thôi anh ơi. Double kill dành cho Thạch 36. Invincible dành cho Thạch 36. Có vẻ như anh ấy đang tỏa sáng rất tốt với khẩu Demon Crit. Oh. Rồi một mạng táo. Thằng này lăng qua lăng quăng. Rồi. Tiếp tục mạng thứ ba dành cho em.
Mạng thứ tư dành cho em, mạng thứ năm dành cho em, liên tiếp là những cái mạng ngay gần nhau thôi, ngay gần đôi môi của mình nên là mình phải đớp. Ôi gì, mạng của em với mạng của ai nữa. Vậy là kết thúc cái trận đấu đội này. Giờ thì chúng ta sẽ đến với trận đấu cuối cùng. Nancy sẽ cho các bạn thấy được rằng cái khẩu AWP Ragan nó khác thế nào với cái khẩu súng lởm Frost đấy. Rồi. Ôi đi mẹ, hôm nay bây giờ mình mới để ý ba lần cái map này. Quỳ thật luôn. Mẹ, nhưng lần này em ở phía bên liên minh. Mạng đầu tiên dành cho em rồi. Double kill dành cho bạn gì gì đó. Rồi, chui mẹ trong nhà đi. Bọn này đéo biết đâu mà. Rồi. Đi ra rất thản nhiên. Như một cô tiên luôn. Đấy, chúng nó đi ra rất thản nhiên. Ngày nữa. Đi đâu? Đi đâu đây? Ô, mẹ nó giết hết rồi à? Trận này có khi lại nhàn hạ. Rồi, đục thành công. Đéo đục thành công nữa. Thôi anh ơi. Mày hư đốn. Em mới là người hư đốn. Với bản 3.0 này thì nên suy nghĩ rằng có cái map đấu gọi là lò gạch ấy. Map đấy bây giờ khó đục vãi cả đái ra. Nên suy cảm nhận nên mình không thể nào đục được. Rồi, chém luôn. Báo thủ thành công. Rồi, mạng thứ hai cũng có luôn rồi. Súng này bắn nhanh tê, tê vãi. Đấy, nó cứ phải thế. Thằng nào nữa, thằng nào ra đây lột mạng cho anh. Đủ mé, vừa mới nói lột mạng thì mình lại là thằng lột mạng, nó bị đau. 7-2 rồi. Double kill dành cho Ali One. Đục là thành công đến từ Nancy. Quả đục quá ảo luôn. Mạng táo tiếp theo. Ui, thằng lại đéo dính mới đau chứ. Thôi xong rồi. Trần Linh là người có mạng vừa rồi. Đấy, anh các anh em thấy không? Em liên minh bắt đầu lên, nó lên tận nhà nó giết luôn như này. Đừng đùa. Thằng này đứng đấy này. Không sợ anh đục hay sao mà đứng đấy ngông vậy. Lục luôn, cầm bom lem thì phải nằm xuống chứ còn làm thế nào nữa. 25-16. Giờ đây thì sao? Một táo, hai mạng. Tiếp tục lại là táo. Ôi, thằng nào bắn em ấy? Thằng nào? Thằng nào vừa bắn mình nhở? Ít mẹ em toang toác luôn. Đéo hiểu ở đâu bắn luôn. Vãi cả đái, bắn như thế mà cũng có mạng thứ 6 luôn. Cái khẩu AWP này nó ảo diệu vãi đái thật. Ô, em lại nằm xuống rồi à? 32-21. Cách biệt 11 mạng này rồi. Ra đây, ra đây. Ra đây, ủi ba thằng đứng ở đây so le nhau luôn. Mạng thứ hai. Phê quên hết đường về rồi. Ra đây. Đấy, ra đây, em đục. Em đục là đi ngay. Còn thằng nữa. Tiếp tục. Ôi, mẹ đeo có chết này. Ôi, thằng này đứng ở trong nhà làm gì? Tạ lên đứng ở trong nhà sao? 38-23 rồi. Hiếu, Hiếu ơ, tí inbox kết bạn. Vãi thật. Kết bạn rủ em đi danh à? Ui phải, còn 14 máu thôi ạ. Đây rồi. Anh yên tâm, anh nằm xuống thanh thản. Em sẽ tiên lo đi dùm anh. Rồi 43-25. Ui, lệch làm sao được phát này nữa. Romani rồi. Em lại vào trong này. Bịt mẹ mày, cuối cùng là bị thằng tàn sát nó biết ngay được. Nói chung là với những khẩu ngắm thì vẫn có một nhận xét mà là tôi cảm giác nó vẫn đúng, đó là khẩu AWP Ragan này luôn luôn là sự lựa chọn
ưu ái và duy nhất. Có khi để sáng 1, sáng 3, sáng 3 M38 ấy. À đúng rồi, thì nó sẽ đẹp. Mình không thích khẩu M39 lắm. Đấy là cái sự đây là cái mà Nancy cảm thấy là như vậy. Nancy thích khẩu M38 hơn. Ở trận đấu này nó vẫn chưa kết thúc khi mà còn 2 điểm mạng nữa thôi. Có lẽ là video của mình đúng là thành công, cũng là kết thúc của trận đấu này luôn. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và theo dõi video này. Ok.